Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em, quý tôi tớ của Chúa có mặt tại đây cũng như ở trên đường Zoom. Đức Chúa Trời của chúng ta là tốt lành, Ngài là đấng đến để ban phước cho đời sống của chúng ta. Ở trong Matthew đoạn số 6, câu 33 đến câu số 34, lời của Chúa phán với chúng ta như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng mỗi chúng ta hãy tìm kiếm Ngài, hãy khao khát Ngài. Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc những nan đề, những nhu cầu trong cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài phán với chúng ta hãy tìm kiếm Ngài trước tiên đi. Hãy khao khát Ngài, Amen. Hãy trông đợi Ngài, Đức Chúa Trời sẽ làm thành những điều ước ao trong tấm lòng của chúng ta. Những ai đang ở trong sự lo lắng trong thời giờ này, những ai đang bị những cái sự bối rối ở trong tâm trí của mình, thì giờ này trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhân danh Chúa đuổi nó ra khỏi tâm trí của chúng ta, để làm cho tâm trí này được tập trung để thờ phượng Chúa, để làm cho tấm lòng của chúng ta được tập trung hướng về Ngài để thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang ở đây với chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta hãy dâng tâm lòng của mình lên cho Ngài, quý ông bà chị em. Dâng những ngổn ngang, những khó khăn của chúng ta lên trong tay của Ngài. Hãy nhờ cậy nơi Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ là đấng chăm sóc đời sống của chúng ta. Xin kính mời chúng ta cùng giơ tay lên, hướng lòng về Chúa. Và tôi xin được phép cầu nguyện để dâng buổi nhóm buổi sáng hôm nay lên trong tay của ba ngôi Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì một ngày mới thật tốt lành, Ngài ban phước cho đời sống của chúng con. Chúng con vui mừng được ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúng con vui mừng được ở trong nhà của Ngài. Chúng con càng đi đến thì sức lực càng thêm. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì nơi cư ngụ của Ngài thật đáng yêu thay. Lòng của chúng con khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúa phán với chúng con rằng hãy hạ toát miệng của con ra thì ta sẽ làm đầy dậy nó. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con hạ toát lòng của chúng con, miệng của chúng con khao khát chính Ngài đổ đầy sự hiện diện của Ngài trên chúng con. Đổ đầy sự thâm viếng của Ngài trên chúng con. Lời của Đức Chúa Trời tràn ngập trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trao phó tất cả những lo âu, những phiền muộn của chúng con, những gì chúng con không giải quyết được, những bất năng của chúng con lên trong tay của Ngài. Chúng con tìm kiếm mặt của Ngài, vì Đức Chúa Trời hứa với chúng con, khi chúng con đặt Chúa lên hàng đầu, Chúa sẽ chăm sóc những nhu cầu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con chào đón sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Chúng con cầu xin huyết của Ngài bao phủ tất cả chúng con, gìn giữ tấm lòng, ý tưởng, tâm trí của chúng con hướng về Ngài. Chúng con tôn cao Chúa Giêsu Christ là vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, đấng đang hiện diện ở tại nơi đây. Chúng con cảm ơn Ngài, đấng sẽ san bằng tất cả những nẻo đường cho chúng con, đấng sẽ lấy đi những gập ghềnh, những khó khăn ra khỏi chúng con, đấng bảo vệ chúng con bằng huyết của Ngài, đấng sẽ chiến thắng thay cho chúng con. Chúa phán với chúng con, ai đụng đến chúng con là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Nguyện Chúa bảo vệ chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Nguyện Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng con từ giờ đầu tới giờ kết thúc, hướng dẫn một ngày mới, dạy cho chúng con những gì phải làm, dạy cho chúng con trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng, dạy cho chúng con lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, chúng con kính dâng sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con công bố sự phục hưng sẽ được xảy ra cho mỗi đời sống của chúng con. Sự phục hưng đến trên hội thánh của Ngài. Chúng con công bố nghe của Chúa đã sẵn sàng cho chúng con rồi. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Nơi đây sẽ không còn một hàng ghế trống nữa. Ôi, Chúa sẽ làm tay giấy hội thánh của Ngài và những con người khát khao chạy đến để thờ phượng Ngài. Nơi đây sẽ có những dấu kỳ quyền năng phép lạ của Chúa được xảy ra. Chúa ơi, nơi đây được tôn cao danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho đầy tớ Chúa, một sư F. Michael và hội thánh Easton tại đây có tấm lòng yêu thương người Việt Nam của chúng con. Xin ban phước cho đầy tớ của Chúa, ban phước cho hội thánh của Chúa tại đây bối phần. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con đồng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu ơi, chúng con đến với Ngài. Chúa Giêsu ơi, xin phán với chúng con, xin cho chúng con được nghe tiếng của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, Giêsu, bây giờ con là ai của Ngài? Chúa con yêu thương.
con nghe lời Ngài, lòng chờ đợi nghe tiếng đấng trang trí của linh hồn. Sự riêng của Cha nơi đây, ôi vô cùng là tuyệt vời. Lễ cúng bây giờ còn lại cùng Ngài. Xin trân trọng kính chào quý tôi tớ với ông bà anh chị em có mặt trong buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng được lắng lòng để nghe lời của Chúa.
rất là vui và rất là được phước hạnh được ở trong nhà của Ngài và được nhìn thấy được những công việc của Chúa Ngài đang thực hiện ở trên hội thánh của Ngài và đang thực hiện ở khắp mọi nơi ở xung quanh chúng ta, đất nước của chúng ta và công việc của Chúa ở những hội thánh khác nữa. Chúng tôi nhìn thấy được ơn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, như Lan nói rằng ước gì ngày nào cũng được thờ phượng Chúa như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải đi làm, quý vị. Đi làm rồi những cái công việc đó. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa vì lòng nhân từ của Ngài. Chúa cũng đem chúng ta trở lại với Chúa để mà thờ phượng Chúa một cách hết lòng trong cái sự bận rộn của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mình đói khát, khao khát Chúa thì Chúa lại muốn đem chúng ta lại gần với Ngài nhiều hơn nữa. Ngài cho chúng ta có những cái bài giảng phước hạnh, có những cái ngày đại hội phước hạnh để mà chúng ta được dằn thấm với Chúa, để mà được kinh nghiệm là Chúa. Cảm ơn Ngài trong cái kỳ mà ngày thứ 6 vừa rồi, khi chúng tôi đi đến ở tại cái buổi truyền giảng của cô mục sư của sứ đồ Catherine Crick, thì khi đến ở đó thì chúng tôi thấy rằng cái sự thăm viếng của Chúa không phải chỉ trong hội thánh không, nhưng mà đúng là Chúa Ngài thực sự sự hiện diện của Ngài mạnh mẽ và ngay cả tại parking lot luôn, ngay tại bên ngoài luôn, và nơi đó mà chúng tôi có thể nhìn thấy chúng tôi đứng rất là gần cô, phải nói là gần cho nên nhìn chứng kiến được cái cảnh mà quỷ nó xuất ra đó quý vị. Ít nhất là ba người mà chúng tôi thấy là gần ngay cái khúc của chúng tôi với Lan đứng ngay tại đó thì ngã xuống và lăn lộn ở cái chỗ parking lot đó. Là quý vị biết cái chỗ đó là parking lot là nó không có sạch sẽ đâu, mà là nền đá nữa, nhưng mà họ lăn lộn ở đó và Chúa đụng đến người đó và chúng tôi cầu nguyện chung với lại mục sư rồi cùng cầu nguyện với nhau và cô đó được giải cứu. Và bắt đầu một cô khác nữa là hồi lần trước thì ngã ngay chân của tôi, rồi sau đó thì ngã ngay chân của Lan, là gần ngay khúc đó, rồi sau đó ngã gần một khúc của ngay tại chỗ của thầy Ánh nữa. Cho nên là chúng tôi nhìn và chứng kiến được thấy những cảnh mà Đức Chúa Trời, sự thăm viếng của Chúa, của ta cũng chẳng có đặt tay nữa quý vị. Tôi muốn nói về cái sự hiện diện và sự sức giàu của Chúa nó mạnh đến mức để mà quỷ nó phải xuất ra. Không thể đứng được trước cái sự hiện diện và sự sức giàu của Chúa, quyền năng của Chúa được bày tỏ ở trong đời sống của các con cái của Chúa. Đương nhiên là trên đời sống của cô mục sư đó, Chúa sử dụng cô ta một cách rất là đầy ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và tại nơi đó thì tôi thấy rằng các anh chị em con cái của Chúa cùng hiệp một để mà được cầu nguyện, cầu nguyện trong chiến trận, cầu nguyện trong sự phục hưng. Quý vị thấy tại sao trong những ngày qua Đức Chúa Trời cứ đặt ở trong lòng của tôi sự phục hưng ở tại Baltimore. Thực sự là như vậy quý vị, không phải chỉ một mình tôi không đâu nha, nhưng mà các tôi tớ của Chúa ở khắp nơi tự nhiên cái lòng của họ lại được đặt để ở tại Baltimore. Chính mục sư Frank Graham cũng vậy, ông cũng nói như vậy. Và cái sự phục hưng, ông tự nhiên có cái tấm lòng khao khát là sự phục hưng sẽ đến tại Baltimore đó quý vị. Cho nên những cái buổi huấn luyện, những buổi nhóm trong những ngày qua đã diễn ra rất là nhiều ở các hội thánh ở trong vùng của chúng ta, ở trong vùng Maryland, ở trong tiểu bang Maryland này, đặc biệt trong cái vùng Baltimore, để chuẩn bị cho cái sự thăm viếng lớn của Chúa Thánh Linh trong cái ngày sắp tới. Chúng ta thấy rằng Chúa đang làm những công việc lớn lao của Ngài đó quý vị, và chúng ta phải kết hợp với Chúa, thắp tùng với Ngài để mà nhìn thấy được ơn của Đức Chúa Trời Ngài làm và cứu những người hư mất để chuẩn bị cho ngày của Chúa Giêsu Christ chúng ta trở lại. Quý vị amen không ạ? Cho nên công việc của Chúa thì rất là lớn mạnh, và Ngài bắt đầu, Ngài đang làm để nhiều người được ăn năn và quay trở lại với Chúa. Và cánh tay của Đức Chúa Trời giơ ra để bảo vệ, để gìn giữ, để ban phước cho chúng ta. Và cái vấn đề không phải là cánh tay của Ngài không đặt trên chúng ta. Cái vấn đề là chúng ta có để cho Ngài đặt tay trên chúng ta để sử dụng cuộc đời nhỏ bé của chúng ta hay không. Và đây là cái điều mà tôi muốn học với quý hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Đó là chúng ta khi một người để cho Chúa Ngài sử dụng cuộc đời của người đó thì làm nên những công việc vĩ đại cho Ngài. Khi người đó chỉ đằng lòng với Chúa để cho Ngài sử dụng thôi thì Đức Chúa Trời làm những công việc vĩ đại của Chúa. Và qua cuộc đời của một nhân vật ở trong Kinh Thánh mà trong những ngày qua Chúa đặt để ở trong đời sống của tôi, đó là nhân vật Gideon. Gideon, ông là một người rất là bình thường như tôi và quý ông bà anh chị em, nhưng lại được sử dụng một cách đầy phi thường cho Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên những người bình thường, hỡi những người bình thường,
Hãy để cho Chúa ngài sử dụng để những công việc phi thường của Chúa được bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Amen quý ông bà chị em. Tôi và quý vị không phải là người phi thường, nhưng mà tôi và quý vị là những người của Đức Chúa Trời. Amen. Và chính ngài, sự sức dầu của ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng ta để làm những công việc phi thường cho Chúa. Khi thẩm quyền, quy quyền của Chúa ngài đã ban trên đời sống của chúng ta và để cho ngài sử dụng, thì chúng ta sẽ thấy rằng ơn của Chúa được bày tỏ trên đời sống của chúng ta. Tôi được Chúa cảm động để chúng ta sẽ học những loạt bài về cuộc đời của Gideon, để chúng ta sẽ hiểu và nhìn thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời, quyền năng của ngài ở với chúng ta. Và không phải là Gideon có khả năng, nhưng mà là Chúa có khả năng. Ngài đầy quyền năng ở trên đời sống của Gideon và sử dụng cuộc đời của ông. Xin cùng xem lời của Chúa với tôi trong sách Các Quan Xét đoạn số 6 từ câu 1 cho đến câu 16 có in ở trên màn hình. Chúng ta sẽ học ngày hôm nay với đề tài là Gideon, chiến sĩ dũng cảm. Xin kính mời quý ông bà chị em chúng ta đồng đứng lên để chúng ta cùng đọc lời của Chúa. Chúng ta sẽ đọc trước từ câu 1 cho đến câu số 6. Dạ, xin kính mời quý vị. Dân Israel làm điều ác dưới mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân Madian trong 7 năm. Tay của dân Madian đè nặng trên dân Israel. Vì sợ người Madian nên dân Israel đã làm những nơi trú ẩn trong các hầm hố và đồn lũy. Mỗi khi dân Israel gieo giống thì dân Madian, dân Amalek và dân phương đông đi lên tấn công họ. Chúng đóng quân chống lại dân Israel và phá hoại mùa màng trong xứ cho đến tận Gaza, không để lại bất cứ loại lương thực nào cho dân Israel, kể cả chiên, bò hoặc lừa. Chúng kéo quân lên cùng với bầy súc vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kể. Chúng xâm chiếm và phá hoại xứ sở. Vì dân Midian và dân Israel bị nghèo đói, khốn khổ nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Amen. Dạ, xin cùng hiệp ý với tôi ở trong sự cầu nguyện để chúng ta dâng buổi học kinh thánh hôm nay trong tay của ngài. Lạy Chúa cứu con, cảm tạ ơn Chúa vì lời của ngài đem đến sự dạy dỗ, khích lệ và nâng đỡ đời sống của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh mở mắt cho chúng con hiểu được lời của ngài và bao phủ chúng con trong quyết của ngài, để lời của Chúa đem đến sự bứt phá trong cuộc đời của chúng con, quyền năng của Chúa được xảy ra trong đời sống của chúng con khi chúng con lắng nghe lời của ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài, chúng con dâng sự vinh hiển cho Chúa và đồng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng ngồi. Chúng ta hiểu về cái bối cảnh của dân Israel ở thời bấy giờ. Các quan xét được biết ở trong cái thời điểm đen tối của đất nước Israel, quý ông bà chị em. Sau khi sự chết của Môi-se và Giô-suê qua đời, thì bắt đầu dân Israel lầm lạc và sống ở trong cái sự không còn kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Họ bắt đầu thờ những hình tượng của những dân ngoại bang và gây nên những cái sự nổi giận của Đức Chúa Trời và tội lỗi đầy dẫy ở trong xứ. Cho nên trong câu số 1, quý vị thấy là dân Israel lại làm điều ác ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Cho nên Chúa phải phó dân của Chúa vào trong tay của Madian trong 7 năm. 7 năm mà bị kẻ thù áp bức tấn công trên đời sống của họ. Đây là những cái công việc của kẻ thù mà tôi có thể liệt kê ở trong sách Các Quan Xét đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu số 6 này. Đó là sự đe nặng. Họ sống trong sự sợ hãi và trú ẩn, tìm những cái nơi để mà trú ẩn trước mặt kẻ thù, bởi vì sợ kẻ thù đến có thể hãm hại và giết chết mình bất cứ lúc nào. Họ sống không có sự tự do và kẻ thù tìm cách để tấn công và chống lại tất cả những cái mùa vụ thu hoạch, những cái mùa vụ mà họ gieo trồng để mà cho cái cuộc sống sinh nhai của họ, và đem đến cái sự phá hoại mùa màng và không để lại bất cứ điều gì. Quý vị thấy công việc của cả kẻ thù không? Không để lại bất cứ điều gì. Và họ kéo quân đóng trại xâm chiếm. Và quý vị đọc ở tại đây đây, ở trong cái câu số 5 mình sẽ thấy rằng chúng kéo quân cùng với súc vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kể. Và đến
xâm chi và đóng quân ở tại nơi đó. Đông như cào cào. Và cái sự tấn công của kẻ thù đó lại khiến cho dân Israel sống trong sự nghèo khổ và khốn khổ. Chúng ta liên tưởng tới cái hình ảnh của một đất nước đang bị ngoại xâm, đang bị kẻ thù tấn công. Một cái sự đói khổ, một cái sự sợ hãi khủng khiếp xảy ra ở trong đất nước. Và họ sống ở trong cái sự bất an, lo lắng, sợ hãi. Và quý vị thử tưởng tượng hình ảnh này với tôi. Điều đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi một cá nhân của chúng ta khi bị ma quỷ, những quy luật của sự tấn công nó đè nặng ở trong đời sống của mình, có không quý vị? Và áp bức mà để cho chúng ta sống không có sự tự do, và tìm cách để mà tấn công lại những công việc tay của chúng ta làm, và khiến cho công việc tay của chúng ta làm bị thất bại. Và sống trong cái sự khó khăn về tinh thần, về tâm trí, về thể xác của mình, về tình cảm của chúng ta. Đây là những cái công việc của ma quỷ. Và ma quỷ trong Kinh Thánh, trong Giăng đoạn 10 câu số 10, Chúa Giêsu nói rằng ma quỷ chỉ đến cướp, giết và hủy diệt. Đây là mưu kế của nó. Nếu mà Chúa Giêsu đến thì sẽ đem cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn ở trong Ngài. Cho nên mình nhận ra được cái mưu kế của ma quỷ đang cầm buộc trên đời sống của một con người. Và không phải nói đến một lần quý vị đóng trại ở tại nơi đó luôn. Quý vị thấy là đóng trại ở trong cái đời sống của mình và nó không đi, để mà gây nên những cái áp chế ở trong cuộc đời của mình. Cho nên đây là những cái điều mà chúng ta phải nhận biết trong thế giới linh, và những cái quyền lực của sự tối tăm đó tấn công, và chúng ta phải lấy quy quyền ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ để mà đuổi nó đi, quý ông bà anh chị em. Và chúng ta thấy rằng khi dân của Chúa đang sống ở trong cái cảnh lầm lạc như vậy, cái chu kỳ mà dân Israel họ sống và mình nhìn thấy được diễn ra lặp đi lặp lại ở trong sách các quan xét qua các thời kỳ của các vị quan xét mà Đức Chúa Trời dấy lên để giải cứu dân Israel. Đầu tiên là họ thờ phượng Chúa qua cuộc đời của Môi-se lãnh đạo, rồi qua cuộc đời của Giô-suê, rồi sau đó những người quan xét Chúa dấy lên để họ sống, họ thờ phượng Chúa. Nhưng mà rồi bắt đầu họ bị sa ngã trong tội lỗi và trong sự thờ cúng hình tượng. Rồi họ trở nên nô lệ của tội lỗi, nô lệ của những kẻ thù. Rồi sau đó họ kêu cầu danh của Chúa. Thì bắt đầu Chúa lại dấy lên quan xét. Và người quan xét đó được Chúa sử dụng để giải cứu họ và đem dân Israel trở lại để thờ phượng Chúa. Và cái chu kỳ này nó cứ lặp đi lặp lại. Cho nên quý ông bà chị em thấy rằng nếu chúng ta không thờ phượng Chúa hết lòng, bước đi với Ngài, cái chu kỳ này sẽ lặp lại trong đời sống của mình, quý ông bà chị em. Vậy nếu chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng để bước đi với Ngài, kính sợ Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ ở trong cái sự bình an và ở trong cái sự phước hạnh mà Chúa Ngài gìn giữ và bảo vệ đời sống của chúng ta. Quý vị amen không? Dạ. Cho nên cái sự chữa lành, sự tự do, những phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của tôi và quý ông bà chị em, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để bảo vệ cái điều đó trên đời sống của mình. Bởi vì ma quỷ sẽ đến để tìm cách để cướp đi sự chữa lành, cướp đi lời của Đức Chúa Trời ra khỏi tấm lòng của chúng ta, bằng cách gieo cho chúng ta sự mệt mỏi và buồn ngủ, bằng cách làm cho chúng ta không còn tập trung ở trong lời của Chúa nữa. Cho nên đây là những điều mà Chúa muốn chúng ta phải thức tỉnh để nhận ra được những mưu kế của kẻ thù, để chúng ta là những người ở trong vị trí của sự chiến thắng. Amen. Chiến thắng kẻ thù bằng sự cầu nguyện. Dân Israel sống ở trong cái thời đại như vậy, họ tiến cũng không được, bởi vì dân của họ quá ít ỏi, không thể tấn công được với kẻ thù mạnh vô số. Giống như cào cào là quý vị tưởng tượng họ rất là nhiều, không thể tấn công được. Và họ lui cũng không xong, bởi vì tất cả đều sống ở trong hầm hố, đều sống ở trong những cái hầm, đều phải làm việc một cách trốn tránh, đều phải sống trong sự đau khổ, trong sự thiếu thốn, đói khổ như vậy. Và nếu sống hoài như vậy, họ sẽ chịu không nổi nữa, quý bà chị em. Và 7 năm, trong 7 năm cơ cực đó, thực sự nói thật quý vị, một ngày mà kẻ thù tấn công chúng ta mà không có sự giải cứu của Chúa, chúng ta cũng rất là đau khổ, một giờ, một phút nữa. Phải không quý vị? Chúng ta cần sự giải cứu của Ngài. Và cái sự mà dân Israel có thể làm được trong lúc này, đó chính là sự kêu cầu ở nơi Chúa. Sự chiến thắng
những nan đề của đời sống của họ bằng sự kêu cầu ở danh của Ngài. Cái sự kêu cầu ở đây nói lên một cái tấm lòng họ hạ mình, họ ăn năn với Chúa để xin Chúa can thiệp và giải cứu con ra khỏi cái hoàn cảnh áp bức của kẻ thù này, ra khỏi những cái hoạn nạn này. Cho nên bây giờ tiến cũng không được mà lui cũng không được. Họ không thể sống hoài ở trong cái cảnh áp chế của ma quỷ được, không thể sống ở trong cái cảnh cùng túng của nó được. Con phải được bứt phá và giải cứu. Chúa ơi, cứu đời sống của con. Bây giờ tiến không được, lùi cũng được. Bây giờ chỉ có làm cái gì quý vị? Ngước mắt lên, kêu cầu danh của Ngài. Và tôi thấy rằng trong đời sống của chúng ta bước đi với Chúa, thì chúng ta kêu danh của Ngài, thì các kẻ thù của chúng ta phải rúng động, quý ông bà chị em. Quyền lực của ma quỷ phải rúng động khi chúng ta kêu cầu danh của Chúa. Ma quỷ không sợ cái mã bề ngoài của chúng ta là người Cơ Đốc cầm kinh thánh đi nhà thờ quý vị, nhưng nó sợ những người quỳ gối và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Quý vị amen không? Amen. Nó sợ những người chiến sĩ cầu nguyện, những người warrior, những người mạnh mẽ ở cho Chúa trong sự cầu nguyện. Có thể nhìn bề ngoài yếu như vậy, nhưng bên trong họ cầu nguyện với Chúa và tìm kiếm Chúa. Và quý ông bà chị em ơi, ma quỷ nhìn thấy được cái điều đó và nó run sợ trước cái sự cầu nguyện của một con người kính sợ Đức Chúa Trời, và nó càng run sợ hơn nữa trước sự cầu nguyện của hội thánh của Đức Chúa Trời nữa, quý ông bà chị em. Cho nên nhiều cái thế lực đến để mà tấn công hội thánh của Chúa, nhưng mà khi hội thánh cầu nguyện thì Chúa bảo vệ hội thánh của Chúa. Có thể building đó, tòa nhà đó bị sập, nhưng mà không thể lấy được cái lòng yêu mến Chúa và sự thờ phượng Chúa trong mọi tấm lòng của các con cái của Chúa. Building nó có thể bị phá hủy bởi vì sự tấn công của kẻ thù, bị đốt cháy, nhưng mà họ có thể rút ra chỗ khác và đi thờ phượng Chúa tiếp tục. Quý vị thấy, cho nên hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục phát triển và không bị dập tắt bởi những công việc của ma quỷ là như vậy. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng ta ở trong lòng của các con là như vậy. Chúa ở trong lòng của tôi và quý ông bà cho em để bước đi với Ngài. Khi mà ngày hôm qua chúng tôi đi dự đại hội chung với lại Lan, tôi cảm ơn Chúa về cơ hội này. Thì chúng tôi ngày hôm qua chúng tôi nhóm xong giờ nghỉ trưa thì chúng tôi đi ra ngoài chung với Lan để mà tìm cái chỗ để ngồi nói chuyện. Thì chúng tôi đang đi qua một cái hàng đó, một cái, tại vì ở bên ngoài, ở trong thì đại hội 1400 người phụ nữ nhóm ở trong đó, phải không hả chị em? Và rất là được phước, rất là được phước. Tôi hỏi những người anh chị em, những người chị em ở tại nơi đó, anh chị, cô có nhận được phước không? Ô, được phước quá. Và họ khóc ở trong sự hiện diện của Chúa, quý vị. Họ tươi mới ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúa giải cứu đời sống của những người nữ ở trong hội thánh của Chúa rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa được nhìn thấy cái công việc của Chúa, sự thờ phượng ở tại đó, rồi tôi không muốn về làm việc hay gì hết trơn. Rất là được phước hạnh, cảm ơn Chúa. Khi mà chúng tôi với Lan đi ngang qua cái khu vực mà chỗ ở bên ngoài họ treo những cái áo, rồi bán những cái sách bội linh để mà kêu họ, kêu các con cái của Chúa khích lệ cho cái mục vụ của họ trong công tác hầu việc Chúa đó. Thì khi tôi đi với Lan ngang qua đó thì tôi gặp một người phụ nữ. Và bà cũng không biết tôi và tôi cũng không biết bà nữa. Thì tự nhiên Chúa đặt trong lòng bà thốt ra một cái lời. Bà nói rằng đây là một chiến sĩ cầu nguyện, bà chỉ ngay tôi. Và sau đó bà nói rằng cái sự cầu nguyện, cái assignment của cô đó, chuyển qua cho Lan, chỉ ngay Lan. Và cho nên đây là những chiến sĩ của sự cầu nguyện. Bà không biết gì về chúng tôi nha quý vị. Và khi chúng tôi ngồi đứng lại để nói chuyện với bà nói cái sự cầu nguyện nó ở trong bạn. Chúa đặt để cái điều đó, bạn biết không? Đây là những giây phút, những giờ phút cuối mà Đức Chúa Trời đang dấy lên những con người của sự cầu nguyện ở tại đó. Dạ, và khi mà chúng tôi nói chuyện với bà xong thì bắt đầu mới biết rằng bà chính là mục sư và cũng là tiến sĩ về mục vụ về thần học, về mục vụ về đặc biệt là Chúa dùng để trong cái sự cầu nguyện cầu thay đó, là những chiến sĩ warrior trong sự cầu nguyện hội thánh của bà ở Tennessee. Và sự cầu nguyện 24/24 luôn, 7 ngày trong một tuần. Và cái sự cầu nguyện nó mạnh như vậy. Và Chúa dùng mà biệt riêng ra trong công tác của sự cầu nguyện. Cho nên quý vị thấy là trong cái thế giới linh á, chúng ta có thể nhìn trong linh với nhau quý vị. Tưởng tượng mình thấy là trong các con cái của Chúa, mình đi, mình cảm nhận, mình biết được Chúa đang vận hành ở khắp mọi nơi. Rồi Chúa vận hành trong đời sống của chúng ta. Khi bà cầu nguyện cho chúng tôi,
thì bạn hỏi chúng tôi ở đâu, chúng tôi nói Baltimore, và nói oh Baltimore phục hưng, bắt đầu bạn nắm tay là cầu nguyện tiếp Baltimore sẽ được phục hưng. Quý vị thấy lại thêm một lần nữa, một người nữa nói sự phục hưng tiếp tục phục hưng, và yeah, Baltimore được phục hưng, và bà cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta để được thấy được cái sự phục hưng và sự vinh hiển của Chúa, quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra y như cái lời cầu nguyện của chúng ta, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa vậy. Quý vị làm sao biết được? Tôi với bà Lễ Lan hoàn toàn không biết bà là ai, và chúng tôi chỉ mới nói chuyện thôi. Nhưng mà đúng là ở đây đi trong cùng một dòng chảy của Thánh Linh á, thì Thánh Linh của Chúa lại bày tỏ chính xác cái điều mà bà cầu nguyện cho chúng tôi, chính xác luôn quý vị. Cho nên chúng ta thấy mình đi ở trong Thánh Linh, đó là một cái sự vận hành của Chúa. Hãy cầu nguyện kêu cầu danh của Ngài khi chúng ta bế tắc quý vị, vì chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào. Thay vì chúng ta chạy đến với điện thoại, chúng ta chạy đến ngôi của Đức Chúa Trời trước đi. Tìm Chúa trước đi quý vị, để rồi chính Ngài sẽ mặc khải đường lối của Ngài cho đời sống của chúng ta, và Ngài chỉ cho chúng ta những điều chúng ta phải làm. Và khi dân của Chúa kêu danh của Ngài, kêu cầu danh của Chúa, sự cầu nguyện về cái việc mà dân Mayan áp bức họ, chế đời sống của họ, thì bắt đầu Chúa Ngài nghe nhậm lời cầu nguyện của họ. Ở trong câu, bắt đầu từ câu số 7 cho đến câu số 10, tôi xin được phép đọc lời của Chúa. Khi dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Mayan, thôi quý vị cùng đọc với tôi ha, để chúng ta cùng hợp tác với nhau trong việc đọc lời của Chúa. Dạ, thì Đức Giê-hô-va sai một nhà tiên tri đến nói với dân Israel rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán: Ta đã đem các con lên từ Ai Cập, rút các con ra khỏi nhà nô lệ, giải cứu các con khỏi tay người Ai Cập và mọi kẻ áp bức các con. Ta đã đuổi chúng khỏi các con và ban cho các con xứ của chúng. Ta có phán: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, chớ sợ các thần của dân Amorít trong xứ mà các con đang ở. Nhưng các con nào có lắng nghe tiếng ta? Điều thứ hai tôi muốn học với quý ông bà chị em, đó là Chúa bày tỏ qua sự cầu nguyện. Ngài bày tỏ điều gì qua sự cầu nguyện? Hai điều ở tại đây mà Chúa bày tỏ cho dân Israel, đó là công việc tốt đẹp của Chúa, nói với dân sự của Chúa qua lời của Ngài, và được Chúa sử dụng qua một tiên tri Chúa đem đến để nói lời của Đức Chúa Trời. Chúa nói ở trong từ câu số 7 cho đến câu số 10, đó là Chúa giải cứu họ ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, và giải cứu họ ra khỏi mọi kẻ áp bức và đuổi kẻ thù, và ban cho xứ sở của chúng. Ngài là Đức Chúa Trời của dân Ngài, và Chúa là đấng ban bình an cho họ, và dân của Chúa không sống ở trong sự sợ hãi. Bởi vì thấy nơi nào có Đức Chúa Trời, nơi đó có sự bình an của Ngài. Sự sợ hãi không đến từ nơi Chúa, đó là một dạng linh, tà linh mà chúng ta phải nhân danh Chúa để đuổi nó đi, quý ông bà chị em. Và cái sự sợ hãi, Chúa không bao giờ có ý định muốn cho tôi và quý vị sống trong sự sợ hãi hết. Trong Châm Ngôn đoạn số 10 câu số 22, Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho chúng ta, và Ngài thẳng chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Chúa luôn muốn ban phước cho tôi và quý ông bà chị em. Ngài giải cứu tôi và quý vị ra khỏi những cảnh áp bức, những nhà, ra khỏi nhà Ai Cập, tức nghĩa là nhà nô lệ. Ngày trước đời sống của chúng ta chưa có Chúa, chúng ta bị làm nô lệ bởi rất là nhiều cái điều ở trong đời sống của mình. Dạ. Có những người làm nô lệ cho những dục vọng tham muốn, có những người làm nô lệ cho cờ bạc, nô lệ cho những cái điều bậy bạ trong đời sống mình, nô lệ của những phim ảnh xấu xa, hay là những cái điều gian ác trong đời sống mình, nô lệ của thuốc nghiện, của hút chích, nô lệ của bệnh tật. Ngày hôm mục sư ngày hôm qua chúng tôi được nghe lời của Chúa, quý ông bà chị em. Bà bị mắc một cái chứng bệnh suy về thần kinh đó, gọi là mental illness, mắc bị chứng bệnh thần kinh. Và cái depression, cái sự mà buồn chán ở trong đời sống của bà có, và bà phải đến tại bệnh viện để mà chữa trị, để mà dùng thuốc để mà chữa trị. Khi mà bà đến nơi đó thì bà lại gặp ngay một cái người học sinh, là bà ngày xưa là mục sư thanh niên của cái người thanh niên đó.
bà mắc cỡ lắm quý ông bà chị em, và đó Chúa ơi, Chúa đã giải cứu con khỏe mạnh, bây giờ con đi vô cái chỗ này con lại gặp ngay cái đứa học sinh của con và nó ở ngay cái trong phòng mà cần được giải cứu giống như con vậy. Bà mắc cỡ, nhưng mà sau đó bà cầu nguyện và nói rằng không con, bởi vì con cũng là một con người bình thường, con cũng có những cái bệnh tật, con cũng có những cái điều xảy ra trong cuộc đời của con, và con cũng cần ta giải cứu, và người học thanh niên đó cũng cần ta giải cứu nữa. Cho nên cô ta không còn mắc cỡ và xấu hổ về cái điều mình đang bệnh với ông bà anh chị em, và cô ta nhờ cậy Chúa đến để nói chuyện với người thanh niên đó. Và chúng ta sẽ cùng nhờ cậy Đức Chúa Trời vượt qua trong cái quá trình chữa trị này, để tất cả đều được khỏe mạnh ở trong Chúa Giêsu Christ. Quý bà chị em thấy không? Đôi khi ma quỷ gieo vào trong đời sống của chúng ta, nghĩ chúng ta giống như là một người anh hùng. Nhưng mà không quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người bình thường, cũng có xương bằng thịt. Và chúng ta cũng sẽ có những giai đoạn chúng ta yếu đuối và cần sự giải cứu của Chúa, cần sự chữa lành của Ngài nữa. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cần Chúa. Chúng ta cần Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà cô ta được cái giải cứu của Chúa ra khỏi cái sự sợ hãi như vậy đó, và Chúa cũng giải cứu cô ta ra khỏi cái vấn đề bị thần kinh, và cô ta cũng có thể đứng lên để giảng lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm qua có Lan ngồi nghe rất là được khích lệ, đầy sự sức dầu của Chúa với ông bà cha. Và Chúa ngày đem đến cái sự giải cứu của Chúa trên đời sống của cô ta, không chỉ cô ta mà thôi, mà trên cả những người phụ nữ ở trong cái phân phòng đó nữa. Họ được sự khích lệ và được sự giải cứu về điều đó. Quý vị thấy đôi khi trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta nhìn những người mục sư hay những người hầu vị Chúa, chúng ta hỏi, ủa tại sao đi hầu vị Chúa nhiều nan đề vậy? Ủa tại sao lại như vậy? Tại sao có những điều như vậy? Quý ông bà chị em ơi, thay vì chúng ta hỏi thắc mắc như vậy, hãy cầu nguyện cho họ đi quý vị. Hãy cầu nguyện cho họ đi. Bởi vì họ cũng là những người giống như chúng ta, bằng xương bằng thịt. Với những cái công việc có những cái sự khó khăn, có những cái nan đề. Và tất cả chúng ta đều cần Đức Chúa Trời giúp đỡ cho mình hết. Amen. Tất cả chúng ta đều là những người tội nhân đáng chết, và được Chúa Ngài yêu thương, tha thứ và giải cứu đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa gọi tiên tri đến để nhắc nhở cho dân Israel rằng công việc của Đức Chúa Trời là đem đến sự giải cứu và chữa lành cho dân sự của Chúa. Chúa đến để Chúa đuổi kẻ thù đi, để đem những cái sự phước hạnh đó cho dân sự của Chúa ngày hưởng. Chúa đến để đem sự bình an cho dân sự của Chúa. Chúa đến để giải cứu chúng ta ra khỏi những sự áp bức, những sự sợ hãi. Chúa nhắc cho dân sự của Chúa đừng có sợ những thần tượng. Nhưng mà quý ông bà chị em thấy dân sự đã làm gì? Chúa bày tỏ cái nguyên nhân gây ra cái sự hoạn nạn cho họ, đó chính là họ không nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cho em trong câu số 10, nhưng các con nào lắng nghe tiếng của ta? Nên khi Chúa bày tỏ, Chúa phán, Chúa muốn chúng ta hãy nghe và làm theo lời của Ngài. Vì nếu không chúng ta sẽ gặp sự khó khăn. Nếu không cánh tay của Đức Chúa Trời rút ra khỏi chúng ta, kẻ thù sẽ đến để cắn nuốt chúng ta quý vị. Sở dĩ nó không cắn nuốt chúng ta được, bởi vì có bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của mình. Bởi huyết của Ngài che phủ đời sống của chúng ta và gìn giữ cho đời sống của chúng ta. Nhưng nếu cánh tay quyền năng của Ngài rút ra khỏi chúng ta là một miếng mồi ngon cho ma quỷ đó. Nhưng mà cho nên đời sống của tôi và quý ông bà chị em phải được kết hợp với Ngài, luôn kết nối với Ngài liên tục. Ở trong Ngài để Ngài ở trong chúng ta, quý ông bà chị em, luôn ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta thấy rằng Chúa bảo vệ con dân của Chúa bằng tình yêu của Ngài. Ngài phán với dân sự của Chúa, Ngài gọi tiên tri đến để nói chuyện với họ. Nhưng mà Chúa nói rằng, nhưng các con nào có nghe tiếng của ta? Ngày hôm nay xin Chúa, Ngài cho tấm lòng của tôi và quý ông bà chị em mềm mại, để khi Chúa phán thì chúng ta giống như Samuel thưa với Chúa rằng, lạy Đức Giê-hô-va xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Và khi chúng ta nghe thì chúng ta hãy làm theo lời của Chúa. Cho nên Chúa nói đừng có thờ hình tượng, nhưng mà dân sự của Chúa vẫn thờ. Chúa nói đừng có sợ những thần tượng ở trong đó, nhưng dân sự của Chúa sợ những thần tượng trong đó và thờ những hình tượng ở trong đó, làm những điều gớm ghiếc ở trước mặt Đức Chúa Trời.
Và cho nên Chúa nổi giận đó. Và Chúa rút cái bàn tay của Ngài ra và Ngài phó họ cho dân Midian, kẻ thù của Israel, để xâm chiếm đất nước của họ. Thi Thiên số 81, từ câu 13 cho đến câu số 14. Chúa nói rằng, ôi, quý vị thấy một cái chữ ôi ở tại đây, tấm lòng đau đớn của Chúa đó quý ông bà anh chị em. Phải chi dân ta lắng nghe ta, phải chi Israel chịu đi trong đường lối của ta, thì chẳng bao lâu ta làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục và ta trở lại, và ta trở tay chống lại các kẻ cưu địch của họ. Chúa muốn dân sự của Chúa nghe tiếng của Ngài và làm theo. Ở đây dân sự của Chúa khước từ. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta không đi vào trong cái sự thất bại của dân Israel. Và đôi khi Chúa nói chúng ta hãy đi đường này nè, nhưng mà chúng ta con không thích, con đi đường khác. Ở khi Chúa nói con làm cái này nè, không, con không thích, con làm theo cái cách của con đó nè. Ồ, con có kế hoạch của con. Và rồi sau đó mình xin Chúa đi vào trong cái kế hoạch của mình. Đó là chúng ta đang đi ngược rồi quý ông bà chị em. Mình phải xin Chúa dạy cho chúng ta điều chúng ta phải làm, và xin Ngài đi cùng và giúp đỡ cho chúng ta trong chương trình và trong kế hoạch của Chúa, để công việc tay của tôi và quý ông bà chị em được thành công. Cho nên chúng ta hay nói với người bên phải bên trái của chúng ta rằng hãy lắng nghe tiếng của Chúa nha. Dạ, lắng nghe tiếng của Chúa nha. Dạ. Giăng đoạn 10 câu 26, Chúa nói rằng chiên ta thì lắng nghe tiếng của ta. Ta quen nó và nó theo ta. Cho nên mình phải lắng nghe tiếng của Ngài. Tiếng của Chúa chỉ dạy cho tôi và quý ông bà chị em điều mà chúng ta làm và bước đi với Ngài ở trong cái sự ban phước từ nơi Chúa. Cảm ơn Ngài. Khi một người mà nghe tiếng của Chúa thì quý ông bà chị em thấy rằng cái hành trình của cái người đó đi sẽ nhìn thấy được cái ơn và cái sự giải cứu và sự tiếp trợ của Chúa trên đời sống của mình. Cho nên cảm ơn Chúa về điều mà Chúa bày tỏ cho đời sống của chúng ta. Điều tiếp theo chúng ta sẽ đọc từ câu số 11 cho đến câu số 16. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng đọc lời của Chúa. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành Ophra của ông Joach, người Abi-e-Serit. Khi ấy con trai của Joach là Gideon đang đập lúa mặt trong hầm ép rượu để tránh dân Midian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Gideon và nói: hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Giê-hô-va ở với anh. Gideon nói: thưa Ngài, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc này xảy đến cho chúng tôi? Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập. Thế thì mọi việc kỳ diệu kia, mà bây giờ Đức Giê-hô-va lại từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Midian. Đức Giê-hô-va quay lại phán với ông: hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Israel khỏi tay dân Midian. Chẳng phải ta sai con đó sao? Gideon thưa lại Chúa: làm sao con có thể giải cứu Israel được? Này, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasseh, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình. Jehovah phán: ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Midian như đánh một người vậy. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Câu thứ ý thứ ba tôi muốn học với quý vị: Chúa chọn người yếu đuối tầm thường để làm những công việc phi thường cho Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa đặt để trong đời sống của tôi để thưa với hội thánh. Chúa, Ngài nhìn theo cách của Ngài chứ không theo cách của chúng ta. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 16 câu số 7 phần B, Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem. Loài người thì xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Cách mà Gideon nhìn thấy chính mình là gì? Ông thấy mình sợ lắm. Khi mà Chúa phán với Gideon: hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Giê-hô-va ở cùng anh. Thì bắt đầu Gideon thưa với Ngài rằng:
Nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi thì tại sao tất cả các việc này xảy đến cho chúng tôi? Ông thắc mắc với Chúa, và phải nói ông than phiền với Chúa nữa. Tổ phụ của tôi thuật lại rằng Đức Chúa Trời quyền năng lắm, giải cứu tôi ra, giải cứu dân sự của Chúa tổ ra khỏi những cái quyền lực của sự tối tăm nhà Ai Cập, nhà nô lệ. Bây giờ Đức Chúa Trời ở đâu mà tôi lại phải chịu như vậy? Vì thấy là Gideon nhìn thấy một cái hoàn cảnh bế tắc, không biết phải giải quyết như thế nào. Và trong đời sống của Gideon cũng là những người cùng với dân Israel cùng một số phận để chịu cái sự áp bức của kẻ thù đó. Ông sợ hãi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi Ngài xuất hiện trên đời sống của Gideon, Ngài gọi Gideon là một chiến sĩ dũng cảm và Đức Chúa Trời ở cùng ông. Nên chúng ta thấy Gideon nhìn thấy chính mình sợ hãi, nhìn thấy chính mình là một người không có khả năng. Ông nói rằng ở trong câu số 15, lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu dân Israel được? Này, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasse, và con lại là người nhỏ nhất ở trong gia đình. Quý vị thấy nghe câu này quen không ạ? Dạ, nghe câu này quen không? Dạ, tôi thấy cũng quen lắm mà. Con là người nhỏ nhất, không có khả năng, con không có bằng cấp, con chẳng có địa vị, con cũng không có gì hết. Con là người cô thế, con là một loạt các con là. Và mình thấy toàn là những điểm yếu của chúng ta không? Những điểm mà mình không có gì hết. Nhưng mà hãy nghe lời của Đức Chúa Trời, quý ông bà, chị em. Chúa nhìn thấy điều vĩ đại ở trong bạn. Amen. Xin nói với người bên trái, bên phải của chúng ta rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy điều vĩ đại ở trong bạn. Dạ, nếu mà mình không nói người bên cạnh, bên trái, bên phải, mình hãy nói cho chính mình đi. Đức Chúa Trời nhìn thấy điều vĩ đại trong tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Sự sợ hãi có 6 điều nó làm tê liệt đời sống của chúng ta bước đi với Chúa. Và tôi học được điều này từ một mục sư George Wood. Ông giảng ở trong một cái hội đồng và ông nói cái điều này. Nhưng mà cho em, sự sợ hãi sẽ cản trở người đó không thể bước ra để phục vụ Chúa được, làm tê liệt giấc mơ, khải tượng và lòng sáng tạo, là cho sự sức dầu bị ngưng lại ở trên mình và trên người khác. Người đó sống ở trong ngục tù của sự thất vọng và chán nản. Người đó là người chôn giấu những ta lân. Vì thấy khi mà khi mà Chúa Ngài trao những cái ta lân của Chúa cho những quản gia, một người thì Chúa cho 5 ta lân đúng không ạ? Một người Chúa cho 2 ta lân, một người Chúa cho 1 ta lân. Người 5 ta lân thì làm lợi ra 5 ta lân nữa thì thành ra 10 ta lân. Một người có 2 ta lân làm lợi ra thành 4 ta lân. Mà người có 1 ta lân thì đào lỗ chôn giấu cái ta lân đó. Tôi muốn quý vị cùng xem cái lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 25 câu 26 này. Để chúng ta thấy rằng người này đã nói gì. Người nhận 1 ta lân thì đến và nói: thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt ở chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra. Quý vị thấy không? Khi một người mà sống trong sự sợ hãi, có một cái suy nghĩ không có đúng đắn trong lời của Chúa, và thường hay dùng những cái excuse, thường hay dùng những lời biện hộ để bào chữa cho sự sợ hãi, khước từ không làm của mình. Cho nên ông nghĩ như vậy, và ông nghĩ xấu cho Đức Chúa Trời, ông nghĩ xấu cho người chủ luôn. Và nên, cho nên câu 25, chính vì ông suy nghĩ như vậy, nên tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất này. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Bởi vì thấy họ nhận 1 ta lân đem đi chôn, bởi vì cái suy nghĩ sai lạc của ông. Và sau đó khi một thời gian dài chủ trở về để thâu lại những cái phần lợi mà những người quản gia này phải làm cho, thì người này đào lỗ để mà lấy cái ta lân lên và đưa lại cho cái người chủ của mình. Nhưng mà chủ có đẹp lòng không quý ông bà chị em? Không. Chủ nói đây là một đầy tớ biến nhát. Đây là một đầy tớ biến nhát. Chủ không khen, chủ chê. Nên quý vị thấy cái sự sợ hãi đó
làm cho cái người đó sống ở trong, làm cho người đó chôn giấu ta lân của mình, không thể để cho Chúa sử dụng được. Làm cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để không bước đi trong sự sợ hãi, để cái sự sợ hãi này không ngăn chặn những sức phước hạnh của Chúa ban trên đời sống của chúng ta. Amen. Quý ông bà chị em, cảm ơn Chúa. Cho nên khi mà Chúa đặt bể trong đời sống của mình thì sự Chúa ngài Chúa kêu gọi Gideon, thì Chúa cũng phải là đấng giải cứu để lấy sự sợ hãi ra khỏi Gideon, để mà Gideon có thể là một chiến sĩ dũng cảm cho Chúa. Cho nên khi Chúa gặp Gideon thì Chúa nói rằng: hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Giê-hô-va ở cùng anh. Bây giờ mình có thể nói một lời của đức tin không quý vị? Mình nói người bên trái bên phải mình là: bạn là người chiến sĩ dũng cảm, Đức Giê-hô-va ở cùng bạn. Đó là chiến sĩ dũng cảm. Dạ. Dạ, chiến sĩ dũng cảm. Gideon thấy mình nhút nhát, hèn yếu, nhưng mà Chúa nói ông rằng con là một chiến sĩ dũng cảm. Chứ đây là Gideon. Dạ, Gideon sợ với ông bà chị em. Nhưng mà Chúa nói rằng, cho nên điều Chúa thấy chúng ta là một chiến sĩ dũng cảm cho Chúa đó. Amen, cô Ngân. Amen, ừ. Cô Ngân là một chiến sĩ dũng cảm cho Chúa. Bởi vì cái sự dũng cảm này là sao quý ông bà chị em? Nếu mà Chúa lấy cái phần mà Đức Giê-hô-va ở cùng anh á, thì thật sự tôi rất sợ quý ông bà chị em. Nhưng mà bởi lòng nhân từ của Chúa, Đức Chúa Trời ở với anh. Amen quý ông bà chị em. Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì ai nghịch với chúng ta được? Cho nên khi Chúa ở với chúng ta thì kẻ thù phải run sợ, bởi vì Chúa ở với chúng ta. Những người ở với chúng ta đông hơn những kẻ ở với chúng đó. Đúng, ở trong tôi và quý ông bà chị em là vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian này. Amen. Cho nên Chúa gọi Gideon là chiến sĩ dũng cảm cho Chúa là như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài ở cùng với đời sống của Gideon. Và trong câu số 16, Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng với con và con sẽ đánh bại dân Midian như đánh một người. Chúa ở cùng với Gideon. Cho nên cái quyền năng của Chúa được bày tỏ. Cho nên việc mà thắng trận là Chúa là đấng thắng trận cho Gideon, chiến trận thay cho ông và ban sự chiến thắng đó. Cho nên Gideon đánh bại dân Midian như đánh chỉ một người. Điều này xảy ra chưa quý ông bà chị em? Dạ. Nhưng lúc Chúa phán thì đã xảy ra chưa? Dạ chưa. Nhưng Chúa muốn Gideon bắt kịp khải tượng của Đức Chúa Trời. Amen. Chúa muốn Gideon nhìn thấy được mình là một chiến sĩ dũng cảm cho Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ gieo những điều tiêu cực trong lòng của mình và nói rằng mày không xứng đáng, mày thế này thế này thế này. Nhưng mà quý bà chị em hãy nói rằng trong danh của Chúa Giêsu Christ, tất cả những sự lừa dối của Satan phải chấm dứt. Bởi vì ta là chiến sĩ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Amen. Chúa ở với tôi và quý ông bà chị em. Chúa gọi Gideon một chiến sĩ dũng cảm cho Chúa, một Đức Chúa Trời ở cùng. Chúng ta hãy nói, bây giờ chúng ta hãy để tên của mình vào nha quý vị. Để tên của mình vào và chúng ta nói rằng Chúa gọi, Chúa gọi, Chúa gọi Đức, và chiến sĩ dũng cảm, Đức Chúa Trời ở cùng Đức. Quý bà chị em thấy rằng Chúa phán với Gideon rằng hãy dùng năng lực con có, ta chẳng phải sai con đó sao? Ta sẽ ở cùng con và con sẽ đánh bại dân Midian như đánh một người. Đấy là điều mà Đức Chúa Trời ngài thực hiện. Kế hoạch của ngài là sự chiến thắng. Cho nên khi Chúa giao những trọng trách cho tôi và quý vị, Chúa đã nhìn thấy cái điểm đó thời xa rồi. Ngài nhìn xa hơn tôi và quý vị. Ngài thấy cái điều đó sẽ được thực hiện, phải được thực hiện và đã được thực hiện ở trong thế giới linh của ngài rồi. Đã được thực hiện ở trong thiên đàng rồi quý ông bà chị em. Cho nên điều để thực hiện ở dưới đất được bày tỏ ở dưới đất ra. Cho nên cái điều chiến thắng đó Chúa đã dành cho Gideon, cho dân Israel của ngài rồi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến câu 30. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Ở trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Quý vị thấy mình có theo tiêu chuẩn đời này không quý ông bà anh chị em? Tiêu chuẩn đời này họ cần bằng cấp đủ thứ kinh nghiệm. Nhưng mà Chúa cần cái bằng lòng của chúng ta. Amen. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc về dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm gì với ông bà anh chị em?
để lại hổ thẹn những người khôn ngoan. Quý vị thấy khi mà Phi-e-rơ đứng lên để giảng lời của Đức Chúa Trời, những thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói gì? Đây không phải là những người ngu dốt sao? Đây là những người đánh cá mà. Nhưng mà họ làm đảo lộn thế giới, quý ông bà anh chị em. Một bài giảng của Phi-e-rơ, 3.000 người tin Chúa, làm rúng động thành Roma tại nơi đó. Quý vị thấy, Chúa dùng, Chúa làm từ những con người bình thường này làm những công việc phi thường và lạ lùng cho Đức Chúa Trời. Để Chúa làm như vậy để hổ thẹn những người khôn này. Đức Chúa Trời chọn những gì yếu của thế gian này để làm hổ thẹn những người mạnh. Những gì yếu ở trong thế gian nhưng với sức mạnh của Chúa thêm vào thì nó sẽ trở nên một sự công phá mạnh mẽ, quý ông bà chị em ơi. Cho nên Chúa dùng những người yếu đó, những gì yếu đó để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Cho nên khi chúng ta đọc lời của Ngài thì biết rằng Đức Chúa Trời chọn những gì thấp kém, Ngài chọn những gì yếu, Ngài chọn những gì bình thường, mà Ngài chọn cả những gì không có để làm cho những gì có ra hư không. Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, quý vị. Những gì Ngài có thể làm, Ngài phán một tiếng mỗi vật liền có, và Ngài biểu một tiếng mỗi vật liền đứng vững bền. Chúa của chúng ta là đấng quyền năng như vậy. Nên sự Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mình không có những cái biện hộ cho sự yếu đuối của chúng ta nữa, quý vị. Bởi vì chúng ta có một bài hát rằng tôi yếu đuối, tôi yếu đuối là nhờ linh năng của Ngài. Một bài hát như vậy để cho không một ai có thể khoe mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, để cho chúng ta thấy rằng khi người đó là khi người đó khen chúng ta làm thì câu đầu tiên của tôi và quý vị nói là gì? Cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng cái điều này đến từ nơi Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ nơi chúng ta. Amen. Tôi nhớ những ngày khi Chúa kêu gọi tôi trong công tác của Chúa. Mới bắt đầu, quý vị, tôi chỉ là một tập sự thôi. Tôi chăm sóc các em thiếu nhi nhỏ thôi. Chăm sóc các cháu đó. Chúng tôi không có phòng nhóm đâu. Cái phòng nhóm của tôi đó là một cái bãi đậu xe ở Hội Thánh. Khi để vào trong cái chỗ đậu xe, những cái xe gắn máy rồi đó. Và trường có một cái khoảng nhỏ cho chúng tôi, nhỏ xíu à. Và nơi đó cũng vài em thiếu nhi ở tại nơi đó. Và chúng tôi cứ trung tín để mà dạy lời Chúa cho các em như vậy. Rồi sau đó Chúa cho tôi đến trong một cái chỗ khác tại nhà của cô Đắc Khanh, tới tôi hầu việc Chúa tại đó. Bắt đầu Chúa cho cái phòng nhóm rộng hơn một chút, và nơi các em tôi cũng dạy lời Chúa cho các em. Quý bà chị em, có một em tên là Thống, tôi nhớ hoài trong suốt hành trình tôi đi học viện Chúa. 3 tuổi thôi, ngồi ngày hôm đó nó khóc suốt ở trong cái phòng nhóm. Khi vô là thấy khóc rồi, tôi hỏi sao nay con khóc vậy. Nó nói con bị đau răng quá. Hỏi đau chỗ nào, nó chỉ cho cái răng của nó đau ngay đây nè. Nó nói bây giờ con có tin là Chúa chữa lành cho con không? Nó nói dạ con tin. Nó đặt tay trong cái chỗ răng của con đi. Nó lấy cái tay nó thọ thải đi trong miệng, đặt trong răng luôn ấy bà chị. Nó vừa cầu nguyện nó vừa khóc, dễ thương lắm, rất là dễ thương. Mà cầu nguyện ấy, xin Chúa chữa lành cho tôi, hướng dẫn cho nó cầu nguyện. Xin Chúa chữa lành cho con, chữa lành cho con. Rút bàn tay ra, hỏi con hết chưa? Hết rồi, hết đau rồi. Và nó không còn khóc nữa, người bị ngồi học trong lời Chúa luôn. Không bao giờ tôi quên hình ảnh đó. Một em bé rất là đơn sơ, tin lời của Đức Chúa Trời và được chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi tôi bước đi để nhìn thấy được ơn của Ngài, nhìn bởi cái sự đầu phục và tôi nhìn thấy ơn của Chúa. Tôi nhớ những ngày khi mà mục sư của tôi kêu tôi cầu nguyện. Tôi sợ lắm quý vị, mà tôi nói tại sao ở trong hội thánh đó nhiều người được đầy ơn hơn tôi mà không gọi tôi, không gọi người đó cầu nguyện mà cứ gọi nghe tôi hoài vậy. Tôi cũng thấy mỗi lần mà vậy. Tôi nói thôi mục sư ơi, mục sư đừng gọi con nghe. Con không có gọi, không có cầu nguyện được đâu. Có một lần con hỏi tôi cầu nguyện cái. Và tôi lấy hết can đảm tôi cầu nguyện. Và tôi cầu nguyện lên xong rồi đưa người ta lên hết trơn rồi. Bắt đầu tôi nói mục sư ơi giờ giúp con đi, làm sao đưa họ xuống, bây giờ con không biết là cầu nguyện kết thúc làm sao nữa. Và cô phải đỡ lời của tôi và giúp cho biết cái cách để cầu nguyện kết thúc là như thế nào. Cho nên quý vị ông bà chị em ơi, những con người bình thường để Chúa có thể sử dụng. Nhiều cái điều mà tôi thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài ở cùng, từ cái tấm lòng trung tín trong những cái việc nhỏ đó, và Đức Chúa Trời Ngài gọi, Ngài trang bị và Ngài sử dụng. Những ngày mà tôi giống mình ở trong sự cầu nguyện và trong việc học lời của Chúa. Quý anh chị em, những ngày mà khi người ta nằm nghỉ ngủ, nhưng mà tôi bởi vì không có thời gian, tôi phải học buổi khuya, học tới 4 giờ sáng luôn.
Cho nên quý vị thấy là khi mà một cái tấm lòng mà để cho Chúa sử dụng, mình không có khả năng đó, thật sự là vậy đó, thì Chúa lại nhìn thấy và thương xót chúng ta. Amen. Để Ngài giúp đỡ cho đời sống của chúng ta. Và trong những cái giai đoạn tôi nhìn thấy được cái ơn của Ngài. Một mục sư mà hôm qua chúng tôi đã nghe giảng, bà tên là Naomi Chavez. Người mục sư này khi mà đã làm giáo viên của trường high school trong mười mấy năm qua. Một lúc khi bà cầu nguyện với Chúa thì Chúa kêu gọi bà. Chúa kêu gọi bà trở nên một người để đặc biệt chăm sóc cho những em bé gái, những em ở trong cái tuổi high school, teenager. Những em đó sống sa đọa, sống gặp nhiều những cái sự khó khăn ở trong cuộc sống, trút rồi làm những cái điều xấu ở trong cuộc đời của họ, và phải bị bắt, bị quản thúc dạng như là probation trong cái khoảng thời gian đó. Chúa gọi cô ta làm những công việc đó và chăm sóc cho những cái em trẻ em không cha không mẹ, phải đi ở từ nhà này tới nhà khác, hay gọi là foster care. Và khi mà Chúa gọi cô ta như vậy, cô ta lý luận với Chúa, cô ta nói không, con thích, con đi nhà thờ vậy đủ rồi, con dâng hiến cho Chúa 1/10 là cũng đủ rồi, con hầu vì Chúa việc này việc kia đủ rồi, bây giờ Chúa dội con cái công việc nó nặng nhọc quá, con không làm đâu. Và sau đó thì Chúa làm việc trong tấm lòng của cô, và cô cầu nguyện với Chúa. Thì tới một cái lúc Chúa gọi cô đến trong một cái chỗ trường hội, một cái chỗ để mà giảng Tin Lành đó. Tại nơi đó thì có rất là nhiều thanh thiếu niên ở tại đó. Thì khi cô đứng chuẩn bị giảng thôi, thì một em gái thiếu niên đến, thanh niên đến để gặp cô. Thì cô ấy, cô gái này khoảng 19 tuổi, hai tay thì đã xăm mình hết trơn rồi. Cô ta đến và cô ta gặp cái người mục sư này. Cô ta nói rằng, có phải hôm nay cô giảng lời Chúa không? Cô nói, dạ đúng rồi. Cô nói, cô giảng về Chúa Giê-xu, muốn nói hết về Chúa Giê-xu cho chúng tôi nghe đi, bởi vì chúng tôi rất cần Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Và đời sống của em đã trải qua 30 gia đình để mà sinh sống với những cái gia đình đó. Không ai chấp nhận để nuôi em lâu dài hết. 30 gia đình em đã trải qua rồi. Và em có khi em không biết ngày mai có được đồ ăn hay không, có quần áo để mặc, có nhà để ở hay không. Và khi mà cô ta nghe cái điều mà Chúa, nghe cái điều cái em gái này nó nói đó, thì cô ta ngay lúc đó cô ta cảm thấy rung động và đầu gối dường như muốn sập ngã xuống để mà cầu nguyện với Chúa. Và nói, Chúa ơi, con biết Ngài kêu gọi con đến với những cái tấm lòng như thế này để có thể chăm sóc cho họ, để có thể đem lời Chúa cho các em thanh thiếu niên này, để mà cứu đời sống của các em thanh thiếu niên. Và quý ông bà chị em, cô ta đáp ứng lại cái sự kêu gọi của Chúa và không còn làm giáo viên của trường trung học đó được, và trở thành một người hầu về Chúa, một sư full time ở trong một cái hội thánh cùng với chồng của mình, để mà xây dựng nhà của Chúa ở tại Long Beach, California. Hội thánh tên là Revival Church. Cho nên mình thấy rằng Đức Chúa Trời chọn những con người bằng lòng với Chúa, đức tin vâng phục là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 40 câu số 29, Chúa nói rằng Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi và thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Xin cùng nói với tôi điều này: Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Cuộc đời của tôi và quý ông bà cho em, Chúa dựng nên chúng ta có những cặp cánh của chim ưng, chim đại bàng, để bay thật cao, mạnh mẽ cho Chúa và vượt qua tất cả những sự khó khăn và trở ngại trong đời sống của mình. Chúa ở với tôi và quý vị thì không ai nghịch với chúng ta được. Chúa muốn chúng ta khiêm nhường để nhận biết Chúa, để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Nhưng Ngài cũng không muốn chúng ta nghĩ thấp về chính mình, tự ti và mặc cảm về chính mình. Chúng ta phải thật sự biết rõ địa vị của chúng ta là ai ở trong Chúa Giêsu Christ. Địa vị của tôi và quý ông bà chị em ở trong Chúa Giêsu Christ là gì? Xin chúng ta cùng đọc ở trên màn hình ha quý ông bà chị em. Dạ. Xin kính mời chúng ta cùng đọc. Chúa Giêsu ở trong tôi là niềm hy vọng vinh hiển. Đức Thánh Linh ban quyền năng trên tôi để tôi làm một nhân chứng sống cho Chúa. Tôi được sức bằng dầu mới mỗi ngày. Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ của tôi. Tôi luôn tự do trong danh Chúa Giêsu. Tôi có cuộc đời mới. Năm hân hỷ của Chúa đến trên tôi. Chúa sẽ bênh vực tôi. Tôi bình an ở trong Chúa Giêsu.
Chúa an ủi tôi, Chúa ban mão hoa cho tôi thay vì tro bụi, Chúa ban dầu vui mừng cho tôi thay vì tan chế, Chúa ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Tôi được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Amen. Amen quý ông bà chị em. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng đây là điều Chúa nói tôi là ai trong Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kẻ thù thế gian này nói bạn là ai không quan trọng. Chúa nói chúng ta là ai mới là quan trọng. Và Chúa muốn chúng ta nhận biết mình là ai ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tôi là người, là cây được Chúa trồng, là cây công chính được Chúa trồng để làm gì? Để cho vinh hiển của Chúa đến trên đời sống của chúng ta, để vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Cảm ơn Chúa. Xin kính mời chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Bài học ngày hôm nay chúng ta học đó là Gideon, một chiến sĩ dũng cảm, qua sách Các Quan Xét đoạn 6 từ câu 1 đến câu 16. Ba ý mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay đó là chiến thắng kẻ thù bằng sự cầu nguyện, và Chúa bày tỏ cho chúng ta qua sự cầu nguyện, và Chúa chọn những người yếu đuối tầm thường để làm những công việc phi thường cho Đức Chúa Trời. Và Chúa cần chúng ta những người bằng lòng thương với Ngài, để cho Chúa sử dụng cuộc đời của con, hướng dẫn cuộc đời của con, bày tỏ đường lối của Ngài trên đời sống của con. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah.